Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Giới tính rõ ràng. Có thích phụ nữ, có cảm xúc, nhưng bởi người ta không cho thôi. Ta cho là chơi luôn rồi đó, đúng không? Đúng không? Cho là làm luôn á. Làm luôn hết chưa? Thấy bánh ngon quá. Ngon không cưng? Ngon. Cho một cái ha. Dạ mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Ngon mà, xin cái thử. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách một cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai giới thiệu lớn lên. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hiến, năm nay mình 34 tuổi, mình sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là kỹ sư và công việc của mình là mình làm tư vấn giám sát cho một dự án ở quận 7. Em xin hết. Xin chào, em quên hình mới giờ, xin chào MC Quyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và gia đình hai bên. Rồi chào em Hiến hả? Dạ em kỹ sư giám sát công trình hả? Tức là kỹ sư xây dựng đó đúng không Hiến? Dạ kỹ sư xây dựng nhưng mà công việc là làm tư vấn giám sát. À mời nhà gái. Bây giờ tới phần giới thiệu của bạn gái nè. Em chào chị, em chào chú Quỳnh Linh ạ. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Thùy, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em đang làm kế toán. Mình sinh sống ở đâu cưng? Em hiện tại đang sống ở thành phố Thủ Đức ạ. Bên kia làm quận 7 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở đâu Hiến? Dạ em sống cùng gia đình ở Bình Tân. Trong gia đình thì có bao nhiêu thành viên Hiến? Có ba mẹ và có một em gái và có bà ngoại. Bà ngoại, bà nội. Ngoại và bà em gái nữa. Dạ. Mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Điểm mạnh của em á là em độc lập á chị. Em thích việc bếp núc á. Khuyết điểm của em là lúc em mệt á em sẽ quạo với người bên cạnh. Ai mệt cũng quạo và dĩ nhiên ai cũng muốn có người bên cạnh để trút hết trơn trọi. Không biết bên kia có chịu để cho người ta trút không nữa. Sao cưng? Thật ra thì tính của em cũng rất là điềm đạm. Em nghĩ là mình có thể là một cái điều gì đó do bạn gái bực chút nỗi lòng của mình. Thế có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em thích thể thao. Nếu mà trong thời gian rảnh thì em thường hay chạy bộ. Em có thể nấu được một số món ăn cơ bản như là món cua hoặc là món cà ri. Còn khuyết điểm của em là em thứ nhất là em cái giọng của em nó hơi nhỏ, hơi nhẹ. Và thứ hai nữa là cái tính của em đối với mọi người em khá là điềm đạm, nhưng mà đối với trong mối quan hệ bạn nữ em khá là khó tính, nên đó là lý do tại sao đến giờ này em vẫn chưa có người yêu. Mối quan hệ với phụ nữ hơi khó tính. Dạ. Em khó về vấn đề gì Hiến? Trong cái lần gặp đầu tiên với bạn nữ thì em hay xét soi xét, em hay nghĩ xa nên em cũng hơi lo lắng. Nghĩ xa hả? Dạ. Tức là em nhìn gần như nghĩ xa hả? Dạ, nghĩ xem hai đứa có hợp nhau không rồi về sống chung như thế nào. Cái đó không có xa đâu, đó nghĩ đúng đó. Dạ. Mà cái đó cũng đâu có gì đâu là gọi là khó. Đúng rồi. Khó là cụ thể như thế nào, có thể nói rõ hơn cho chị Lan biết không? Ví dụ như vậy nè, có những người rất là ngộ nha quý vị. Với bản thân mình thì mình rất là phóng khoáng, mình có thể đi đây đi đó, mình có thể đi chơi với bạn bè rất là vui vẻ, tụ năm tụ bảy được. Nhưng với bạn gái của mình mà làm cái việc đó thì mình lại không đồng ý. Nếu mà cái em mà có cái tính đó là nó không tốt á, có không? Cái tính đó thì em nghĩ em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ sửa đổi, sẽ thay đổi để cho bạn gái cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ cụ thể luôn đi. Về tình yêu á, là với cái khó tính trong tình yêu vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình đầu tiên là lúc mà năm lớp 6, lúc còn bé là mấy đứa bé hay chọc nhau ấy mà. Rồi đến bây giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào, bởi vì em hay được gia đình giới thiệu gặp gỡ đó, cũng chỉ là gặp mặt một hai lần ăn uống vậy là không đi tới đâu được ạ. Dạ. Nghĩa là em chỉ có mối tình năm lớp 6 thôi được hả? Dạ. Trời đất ơi, từ lúc lớn lên biết yêu này kia là chưa có người yêu luôn. Dạ chưa có. Dạ. Có nắm tay bạn bạn gái nào khác giới chưa? Cũng muốn nắm tay lắm nhưng mà cậu không cho. Không cho hả? Chào em. Dạ chào chị. Chị nghe em nói cái chị tò mò quá, chị phải đi qua chị coi là không biết là cái ngoại hình của em nó có làm cản trở cái việc yêu đương của em hay không, nhưng mà rõ ràng chị qua thì chị thấy em rất là đẹp. Trời ơi. Tướng tá rất là ngon lành. Dạ, vậy thì theo em thấy là cái điều gì để nó cản trở cái chuyện yêu đương của em? Dạ em nghĩ cái nguyên nhân chính á là do cái môi trường làm việc. Em là làm trong cái ngành xây dựng á, đa số là các bạn nam không à, còn các bạn nữ thì không có. Và cái thứ hai là những bạn nữ mà em thấy thích á thì đa số bạn đã có người yêu rồi, có gia đình rồi. Sao em thích gì ác nghiệp với em không lựa người độc thân, em thích em lựa người mà có người yêu không vậy? Dạ nó cũng không có nhiều người để lựa, không có nhiều. Hồi đó đi học không có crush ai hả? Dạ đi học cũng một lớp của em đây cũng chỉ có khoảng là 3 đến 4 bạn nữ. Hay là do mình khó quá? Dạ em nghĩ
Chắc là nguyên nhân là như vậy. Coi như là bây giờ còn nguyên si trong trắng đó. Còn nguyên không? Nhà trai thiệt không? Thiệt. 34 đúng không? 34 tuổi. Trời ơi, 34 tuổi mà chưa bốc tem luôn là nguyên thấy hơi mệt. Nguyên thùng, nguyên kiện luôn. Không chừng quên luôn á. Không, em gì nói chơi vậy thôi, nhưng mà cũng chắc. Hả? Là sao? Dạ thì nó kiểu kiểu như vậy. Dạ. Là sao? Thì nó là như vậy. Không có chuyện đó tế nhị em cũng không. Sao gì đó. Cái vụ gì em nói lớn anh nghe cái vụ đó làm sao? Vụ nào anh? Vụ này em mới nói đó. Vụ mà còn nguyên si. Mình nói nguyên si chưa chắc nguyên si. Đã lỡ một lần rồi. Hả? Chưa. Có nắm tay bạn gái là lỡ một lần rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Dạ đúng. Có hôn ai chưa? Đó là hồi bé thôi, hồi năm lớp 6 á. Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Do lúc đó còn bé mình cũng chưa hiểu gì, với lại lớp 6 mấy đứa hay chọc nhau cứ nói là hôn đi thì làm luôn đúng không? Thì mình hôn thôi. Dạ. Trời, lớp 6 thì đường gì ông ơi. Dạ. Vậy hỏi thiệt là từ hồi đó tới giờ là mình chưa có một cái nắm tay nào mà gọi là có cảm xúc của con trai và con gái hết hả? Có cảm xúc, có muốn nắm tay bạn gái, có muốn ôm hôn bạn gái nhưng bạn gái không cho. Có là trong những lần gặp gỡ đó là bạn gái không mình không phải là gu của cổ nên mình không có cơ hội. Rồi tới thôi, 34 tuổi mà chưa có cái gì hết lận thiệt thòi đó nha em. Thiệt thòi đúng không? Được chưa? Giờ bà mối thấy nhà trai tôi ok chưa? Tôi thấy dễ thương quá không? Mà tôi hơi lo lắng. Lo lắng là lo gì? Tôi thấy không biết gì hết trơn. Giới tính rõ ràng. Có thích phụ nữ, có cảm xúc. Nhưng bởi người ta không cho thôi. Ta cho là chơi luôn rồi đó, đúng không? Đúng không? Cho là làm luôn á. Làm luôn hết chưa? Cái khẳng định giới tính một lần nữa. Tôi qua bên đây coi Thùy coi sao. Chào Thùy, mấy mối tình? Dạ, con cũng chưa có mối tình nào. Trời đất ơi, không có mối tình nào luôn. Có giống bên kia là hồi nhỏ nhỏ có nắm tay này kia không? Dạ không. Không luôn. Bên đây còn trong trắng dữ luôn hơn bên kia luôn. Chưa có một chút cảm xúc nào luôn á hả? À dạ em có chị, nhưng mà em tỏ tình người ta từ chối. Thật sự ác nghiệt kìa trời. Đúng không ác trời nghiệt. Trời ơi, một cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy mà nở lòng nào từ chối người ta. Bên nhà trai tôi thấy rồi đó. Mà mỗi thấy rồi. Em gái diễn tả thêm cái tiêu chí của em có giống nhà trai bên tôi không? Em thì chỉ cần cao hơn em. Chắc chắn cao hơn. Không quá mập cũng không quá gầy, tại vì em gầy. Được, rồi. Tôi nói mập ở đây. Nó là cân đối lắm, nhưng mà đúng là đừng nên nói mập ở trên cái sân khấu này. Mập nó đụng chạm nhiều người lắm, nó múp míp thôi. Còn tính tình sao? Muốn tính tình sao? Em thì chỉ cần hài hước thôi. À, vui vẻ hài hước đúng rồi. Cuộc sống mà không có hài hước nó cũng buồn lắm nha. Nói chung hai bạn này đến với nhau là mối tình đầu đó. Nhà trai ơi, dạ. Mình nghe tiêu chí nhà gái mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Em nghĩ là em có thể đáp ứng được 70%. Ủa gì ít vậy? 30% còn lại là phần hài hước hay sao? Thứ nhất là phần hài hước, và thứ hai nữa là trong quá trình tiếp xúc với cổ, nếu mà hợp nhau thì đó là cái phần trăm còn lại. Còn mình muốn nhà gái như thế nào? Thứ nhất là em thích người phụ nữ gia đình, cũng không quá cao, không quá mập, ngoại hình nói chung là cũng tương đối ưa nhìn. Có cái điều gì không thích ở nhà gái mình nói trước đi, chứ cái đó là cái điều mà cản trở em từ trước tới giờ đó. Bạn gái thì em không thích cái bạn gái mà quá là cá tính. Cái tính cũng giống như kiểu gia trưởng hay là không chịu thay đổi suy nghĩ á. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Ngày hôm nay em đi với lại bạn học cùng lớp với em ở đại học, và một cái anh làm cùng cơ quan với em. Rồi chào nhà trai. Em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Em là bạn của bạn Hiến. Thấy bạn nữ với lại bạn Hiến chắc cũng hợp nhau á. Hai bạn cho nhau cơ hội. Em có người yêu chưa? Dạ em cũng chưa. Em với Hiến thân nhau không? Hồi xưa thì cũng đi học chung. Thì nhậu chung, ở chung không? Ngủ chung không? Dạ không, bạn Hiến thì bạn đi làm ở nước ngoài nhiều. Mới về Việt Nam đây. Cảm ơn nhà trai. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái em và bạn. Chào nhà gái. Dạ xin chào chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam. Em là bạn của Thùy, bạn học từ thời cấp 3. Cũng bằng thân luôn đúng không? Dạ thân. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Trời ơi, kỳ lạ ta. Thấy bên kia hợp không? Dạ nãy giờ do không có dám nhìn qua. Giờ nhìn thử rồi, giờ nhìn thử. Bây giờ nhìn thử không? Chủ yếu là hôm nay em đi là vì bạn em, cho nên nãy giờ thì em nhìn bạn nam. Để có gì mình tư vấn cho bạn mình thôi. Rồi chút có gì tôi xin số điện thoại kia tôi làm quen đây luôn được không? Dạ rồi, cảm ơn em chú trai. Nguyên Linh. Em nhìn qua đây có thấy hợp không? Tôi thấy mặt ổng đỏ ké rồi. Biết đâu nha. Rồi bây giờ mình nhận xét về bạn nam như thế nào nè? À, dạ, theo như nãy giờ bạn thể hiện thì mình thấy là bạn cũng khá phù hợp với lại Thùy. Về các yêu cầu của bạn nam đặt ra, Thùy cũng phù hợp khá nhiều, có thể là trên 80%. Thùy là một cô gái biết quan tâm nè, nấu ăn ngon, là một cô gái của gia đình đó. Để tiến tới đó là chuẩn bị có một cái người bạn trai hoặc là cái người bạn đời của mình trong tương lai. Cô gái của em đã chuẩn bị đầy đủ về mặt lý thuyết rồi, chỉ cần đợi một chàng trai hợp để mình thực hành thôi. Chuẩn bị sẵn về mặt lý thuyết rồi nha.
chỉ có thực hành thôi đó. Mà bên đó thì cũng chưa có kinh nghiệm để thực hành luôn. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt coi sao nè. Kéo rào. Mình chuẩn bị tinh thần nha. Đừng có soi quá nha Hiến nha. Tôi hồi hộp quá. Anh có một ít quà mà ông gửi anh Quyền Lê, Quyền Linh. Dạ. Có rồi hả? Dạ có. Cảm ơn nha. Gửi chị Ngọc Lan. Ơi, chị cảm ơn em. Và gửi bạn nữ. Cảm ơn. Do chương trình báo cũng gấp nên em không có chuẩn bị đủ nguyên liệu á. Nhưng mà em có làm một ít bánh tặng anh. Cảm ơn em. Anh rất thích bánh. Bánh gì vậy? Làm bánh gì vậy? Em làm bánh quy mơ ạ. Tự em làm luôn, tự vô gói, đóng gói luôn hả? Dạ, không, chị bỏ vô thôi, cũng không có gì. Cái này là bán được luôn, vô siêu thị được luôn rồi đó. Hôm qua em chuẩn bị thì nguyên liệu nó cũng không có được đầy đủ nên vậy là đẹp rồi đó. Mở nha. Để em mở cho. Mở đi, mở, ăn coi. Quà của người ta mà đòi mở quá. Thấy bánh ngon quá. Thật ra em có chuẩn bị cho chị với lại chú Quỳnh Linh nhưng mà hồi nãy vội quá em không có mang vô được. À, vậy không sao. Em có muốn mở quà bạn trai. Ngon không cưng? Ngon, cho một cái ha. Dạ, mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Ngon mà, xin cái thử. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nhà trai tặng gì cho nhà gái vậy? Dạ, một cái bóp ạ. Bỏ tiền vô. Cho tiền đi. Bỏ tiền nó mới may mắn nè. Đem tiền bỏ vô. Ok anh. Trời ơi, tôi ăn cái bánh mất 5.000 nội. Anh xin phép anh gọi vô giúp em. Dạ. Em nhận được một cây son nữa hả? Anh gỡ nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Trời, tỉ mỉ quá, chàng nhà trai tỉ mỉ bánh quá. Bánh quá, còn cái nữa nha. Dạ, xin anh tự nhiên. Bánh rất là ngon, rất là thơm. Quá. Mình đang làm MC. Ok. Ăn gì ngon quá. Dạ, em ăn rồi rất là ngon. Rồi. Nhưng mà hả? Mình không ăn uống gì nữa hết. Hả? Một chút xuống sân khấu. Không, nè, có bánh ngon lắm. Đừng làm nhục nhau như vậy. Ủa này làm lâu không vậy Thùy? Dạ, em làm chắc là 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ, làm bột thì cũng nhanh nhưng mà em đợi nướng thì cũng lâu. Không mà ngon thiệt á, làm bằng bột gì vậy? Dạ bột mì chứ. Bột mì hả? Ủa làm sao mà bánh nó giòn nó ngon? Cho miếng nguôi. Nói chuyện tiếp thì ngon quá. Em tên là Thùy. Quay ghế qua cơ. Công việc của em là gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán ạ. Vì tính chất nghề nghiệp của em nên đôi lúc em cũng hơi khó tính ạ. Đến cái mùa báo cáo của em á, em rất là stress. Em không có thời gian nấu nướng hay gì hết. Cái thời điểm đó thì em cũng hay tăng ca. Nên là lúc đó em rất là dễ quạo. Anh cũng hiểu cái thông cảm với nhà kế toán này. Nó sẽ rất là áp lực vào cái những cái tùy mà thanh toán lương lậu của khách hàng. Vậy. Nhìn thẳng thì vô thì hai đứa ngồi đối diện. Cái đó là anh hoàn toàn anh thông cảm mà nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc là có thể giúp đỡ vậy trong cái lúc mà em khó khăn như vậy thì anh hoàn toàn mong đợi. Thì công việc của anh thì nó cũng như vậy, thì sẽ có những lúc mà anh phải tăng ca, phải chờ phải, nhưng mà nó không áp lực bằng công việc kế toán. Cái đó là anh hiểu. Hẹn hò sao tuần mấy lần? Nếu mà mình có cơ hội, em cho anh một cơ hội để mà được hẹn hò với em á, không biết khi nào em có điều kiện, có thời gian rảnh để anh được chở em đi hẹn hò đi chơi. Hiện tại thì gia đình em rất là ủng hộ nên là anh cứ hẹn thì em sẽ có thời gian thôi. Anh thấy em rất là xinh xắn và cũng tính cách cũng rất là hiền. Anh cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta cho nhau một cơ hội và tiến tới với nhau. Và anh rất là trân trọng những điều đó. Hiền hỏi ví dụ mà làm dâu được không Hiến? Làm dâu thì thật sự ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng làm việc gia đình đó, nên khi mà nếu mà em làm dâu bên nhà anh á là em không phải làm bất cứ thứ gì hết. Bà của anh thì cũng có người chăm sóc. Còn nếu mà em muốn trong thời gian ở, em muốn ra riêng em ở thì ba mẹ sẽ chiều lòng con cái thôi, anh thì không vấn đề gì cả. Hiến có nhà riêng không Hiến? Dạ có, thì trong quá trình đi làm thì em cũng tiết kiệm, cũng có mua nhà. Dạ có rồi hả? Giỏi quá. Trời ơi, quá giỏi rồi, vậy ngon rồi. Nhà của Thùy là có mấy anh chị em? Em thì có ba chị em gái ạ. Ba chị em gái luôn? Dạ, em thứ hai ạ. Thứ hai? Chị em và em gái em thì đều lập gia đình hết rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn mình em chưa lấy nữa hả? Dạ. Rồi sẵn làm luôn, gọn luôn được rồi đó. Dù hai đứa lấy nhau bàn bạc coi tiền bạc ai giữ như thế nào. Ta làm kế toán người ta giữ tiền luôn chứ. Đúng dạ rồi. Không. Em không thích giữ tiền. Em không thích giữ tiền đâu. Ý giữ đi. Em thích là bạn trai cũng có biết cách quản lý tài chính của bản thân mình và đều có cái quỹ chung của gia đình. Không biết đâu, giữ đi. Giữ tiền đi.
Anh muốn người phụ nữ của anh giữ tiền hay là mình tự quản lý cái tài chính của mình ạ? Thì nếu mà em thích thì em giữ tiền, anh hoàn toàn ủng hộ. Không được trả lời nước đôi, trả lời là thích hay không thích, muốn hay không muốn, muốn ai giữ tiền. Yeah. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em là tài chính là bạn nam nào cũng tự chủ được, và anh nghĩ là trong nếu mà anh có cơ hội đến với em, anh sẽ cố gắng làm để có thể lo được cho em, để mà cái tài chính càng ngày càng tốt hơn, để quản lý tài chính để sao cho mình có một cái tương lai tốt sau này, kể cả chuyện con cái. Còn về vấn đề giữ tiền thì em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể, anh hoàn toàn ủng hộ. Tại vì em ngày ngày em làm việc với số rồi nên là đến việc gia đình em cũng giữ nữa thì em cảm thấy em tham nhiều quá và em sẽ bị stress, em sẽ trút giận lên người anh chẳng hạn. Không có người phụ nữ nào mà nói tôi giữ tiền nhiều quá tôi bị stress hết trơn á. Suy nghĩ lại đi cưng. Với con thì tiền chỉ cần đủ là được rồi, không cần quá nhiều, không cần... Nói nghe nè, mình giữ tiền cái mình có con sổ mình ghi ra, ví dụ như chi tiêu gì mình ghi ra. Cái người phụ nữ quán xuyến gia đình nó dễ hơn. Dạ không chị ơi, em mất bận là... Đúng rồi. Không phải, em mà giả sử như em quên mất một cái số tiền nào đó thì em sẽ suy nghĩ xong em mất ngủ. Giả sử như hụt một cái số tiền nào đó thì em sẽ ngồi em suy nghĩ xong rồi cái em mất ngủ. Mà tin chị đi, em đẻ một cái là em muốn giữ tiền liền. Vậy là em không muốn giữ tiền đúng không? Dạ, nhân cơ hội này nhận ngay quyền đó em. Nhân cơ hội này hỏi những người phụ nữ hãy luôn luôn nói điều đó với tôi nào. Thật ra em cũng không, em bản thân em cũng không muốn nhận giữ tiền của bạn. Vậy hai đứa đưa tiền đây chị giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho, tôi chi tiêu rõ ràng lắm. Hai đứa mà không muốn giữ tiền tức là hai đứa phải cực kỳ giàu. Anh tình nguyện giữ tiền cho hai đúng. Đứa để chị giữ cho. Để anh giữ cho. Để chị giữ cho. Em cũng muốn bạn nữ có một cái tài chính độc lập để bạn có thể lo cho gia đình hoặc là lo cho con cái hoặc là có một cái gì đó sau này nếu mà gặp trục trặc gì á, nên em đó là lý do tại sao mà em không muốn giữ tiền. Nãy giờ là trêu ghẹo thôi. Không ghẹo. Không ghẹo. Đưa lấy thiệt á. Đưa lấy thiệt nhưng mà là ghẹo thiệt. Hai bạn này thì rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc, chắc chắn luôn, ai giữ cũng được. Bây giờ tiến tới Hiên. Đấy, nắm tay Thùy. Anh xin phép gia đình bạn nữ và anh xin phép em được nắm tay em để cảm nhận hơn về cái tình cảm của anh dành cho em. Hay quá. Dạ. Yeah. Anh xin phép được nắm tay em. Nắm bàn tay của em, anh thấy được cái sự chân thành, tình cảm trong đó. Anh là một người đàn ông trưởng tràng và anh có thể lo được cho em và gia đình sau này, và anh sẽ tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Điều đó là em hoàn toàn tin tưởng. Em cũng mong anh làm được những điều anh nói trong hôm nay. Anh sẽ làm được. Thôi trở về vị trí nào. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Lắng lòng lại một chút xíu, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn chính thức hẹn hò với nhau. Đấy, nắm tay nhau đi nào. Nụ hôn đầu đời coi nào. Anh biết là em rất là ngại và yeah. Và anh thực sự đây là lần đầu tiên anh nắm tay bạn gái cũng phải gần 20 năm rồi, và anh có lại cảm giác này, anh rất là trân trọng. Thì anh rất muốn được hôn lên má em. Em có thể cho phép anh được làm điều đó không? Dạ. Okay, cảm ơn em. Tuyệt vời. Để nguyên chưa? Nụ hôn đầu tiên nó phải lắng động chút xíu. Hiến, từ từ nào. Từ từ, nhẹ nhàng, để nguyên, không có hửi như vậy được. Nào, để nguyên. Bánh này ngon lắm. Đừng có xin nữa của người ta. Không có, không có xin. Hiến cầm cái đi. Hai cái. Để cho Thùy cầm cái. Đó, ăn bánh đi. Để nguyên. Mời bà mối ăn bánh. Bánh tình, bánh nghĩa. Này, từ nãy giờ. Bánh phu thê. Mời tôi ăn bánh. Ăn cái bánh hôm nay. Yeah. Nhớ ngày đặc biệt này nhé hai đứa. Trong giây phút này anh còn hạnh phúc lây cho tụi em nữa. Những cái lời anh nói á, nó làm rung động trái tim hàng triệu người. Không riêng gì Thùy đâu. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi tặng quà đi em. Trả bánh cho người ta. Hả? Trả bánh. Đừng làm vậy. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống nha.
Và cảm ơn chú Quỳnh Linh, chào cảm ơn chị Ngọc Lan ạ. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, tưởng nó quên. Trong tình yêu không bao giờ quên được bánh đó. Vừa thơm vừa ngon, giống như tình cảm của hai bạn đó vậy. Đúng đó rồi. Quý vị thân mến, với cặp đôi đầu tiên này, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau, làm chúng tôi hạnh phúc lây. Và chắc chắn rằng chúng ta xem truyền hình cũng cầu chúc cho cặp đôi vừa rồi, họ sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến quyết định về chung một nhà. Và bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đứng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự chọn, tự nấu thứ. Thế có hai người sau này mình cùng nấu dư để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Mời nhà trai. À, xin mời anh ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm, giấy khai sinh thì là sinh năm 1954 nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim, quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai, tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói. Và trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Về hôn nhân của tôi, năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô ấy viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái, ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để cho cuộc sống nó vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Chú cầu xin văn bản luôn ạ. Cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang về chú ha. Trời, chú viết thành văn bản luôn á hả? Có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Văn bản đó mình giữ nha. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Cháu chào chú ạ. Cô Ngọc Lan chị Sáu. Cảm ơn chú. Chị Sáu. Cảm ơn. Trời, tiếc quá con không biết hỏi sao. Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, ba lỗ này bịt kín, ba lỗ, sáu lỗ này là sáu ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô, rê, mi, fa, son, la, si. Từ từ mình sẽ tìm cách, mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ.
Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào bạn anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959, hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện tại quận Tân Bình 33 năm và tôi cũng đang nghỉ hưu, hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Yeah. Cô hơi run, cô run lắm, cô nói chuyện giọng rất là run. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Nè, gia đình mình có mấy cái người con rồi? Tôi lập gia đình từ năm 86, nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2003. Chắc là thôi, chuyện cũ mình cũng bỏ qua ha. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi, mà mình nay cũng lớn tuổi rồi. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất á, thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ. Cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên. Vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy, nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị... Dạ. Tan vỡ. Thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu, không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá, rượu bia gì không? Không có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy, hai chục năm này. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không dạ. Gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ, yeah. Tâm sự với nhau, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời, yeah. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không nhà gái? Dạ, yeah. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau, cùng già nhau, về chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, lại làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% hả? Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý mọi tình huống trong gia đình. Thì là nói chung là người đùm bọc, chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử. Nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Dạ. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao tức mà? Là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chính trị thì vô cấp cơ sở. Rồi, hay quá. Vậy là quá khéo léo luôn. Dạ. Rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ, đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. À trời. Rồi mời đại diện nhà gái ơi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Cháu cũng dám nói gì nhiều đâu. Cháu chỉ nói như đó thôi. Rồi thôi mình mở rào. Dạ. Đi. Dạ mở rào. Xa nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Anh thân em bộ hoa. Dạ. Để thể hiện tình yêu. Dạ, em cháu có chút quà ạ. Em cũng có rút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, em có tuổi. Dạ. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy
cái gọi là niềm vui ban đầu. Dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được. Cái này tôi cái này quen rồi. Cái này tôi đua, cái này tôi rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Nó chơi rồi chứ. Hồi hộp lắm nhưng mà thổi cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương, như là do bác Đinh Thìn, bác ấy phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Và nhịp tim thay đổi đúng không? Anh cười lên sao chú? Dạ. Thôi giờ mình hát tặng nhà gái được không? Rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản. Có luôn. Có văn bản. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Cô có thể không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao, nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là xin khất được không ạ? Chị mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thế thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. À. Ừ. Cũng muốn là cái điểm là người bạn và người tri kỷ về tuổi già, cho nhau chén thuốc chén cháo lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, rồi lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy, đừng nên sống lủ thủ một mình. Yeah. Nên có một người vợ tri kỷ. Yeah. Sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Vâng. Anh muốn chúng ta sau này sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này. Anh có gia trưởng không anh hả? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Dạ. Hiện nay là anh đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Một mình. Yeah. Một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa, tôi làm miếng nấu. Nấu thì nấu được, nhưng mà nấu một lần ăn cả ngày. Mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính. Yeah. Sức khỏe mình chính. Yeah. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch, nên phải tự đi chợ, tự yeah. chọn, tự nấu thứ. Yeah. Thế có hai người thì sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Hôm qua đây là cũng là cái duyên. Anh em mình gặp nhau, trao đổi như thế vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau. Mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ. Trong cuộc sống thì lo tri kỷ, lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc, viên men hay là chén cơm, chén cháo khi bệnh, khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch. Đó đây, không ngại. Bên nhà gái thấy nhà trai gì hợp lý không? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Cũng hợp ha. Dạ, trên 70%. Hơn 70%, giờ chú thấy nhà gái sao? Chú cảm nhận được là 90%. 90%. Thôi bây giờ mình liên tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó. Nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Yeah. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ. Yeah. Để sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Ôi. Thật lòng mà nói
đi các cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. À, cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới, rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Gặp nhà gái xong cái mình bàn, xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được. Được ha? Ok. Vậy là ok ha? Ok. Dạ. Chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời vậy luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại nhờ chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau, để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú, mẹ con sinh năm 1956. Ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa, và một phần cũng là do con. Con không đồng ý chuyện đó cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi. Mẹ không có người nào, con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quyền Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi. Không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trở trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thật ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh. Thôi, chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn trong cuộc sống này. Đến tuổi này thì chúng ta cần rất rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi. Đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới với tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt đó nha Lan. Hãy tìm cho một người đồng hành. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa? Không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quyền Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quyền Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Mời nhà trai. Mời anh trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Rồi giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em tên xin tự giới thiệu. Em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông, đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh. Dạ. Dạy Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền, em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn, hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á thì đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc.
và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi, chứ còn nếu mà nhà có khách thì vẫn là mẹ vào bếp. Ừ. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ, điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu, còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ hồi trước em dạy trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. À dạ. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm. Lúc đó còn chắc là còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ có vẻ là nó sùng đạo quá, thì em không có theo đạo á, không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm? Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng không dài lắm. Hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có 2 mối tình đi qua cuộc đời thôi, mà nhẹ không sâu sắc lắm. Ừ, không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình, nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi, thì cảm thấy là hai bên không hợp á, thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này, hy vọng là nó sẽ đậm đà ha. Nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40, không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua bên kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói, mơ tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa? Không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nghe. Qua đây hôi nè, qua đây chút. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó, mà chị thấy em là 3 cái là ngon rồi, còn cái cuối cùng thôi. Không trắng, gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy. À thì vậy đó, dễ mà chị, phơi nắng. Phơi nắng. Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Rồi em, thì chỉ có 4 cái đó thôi hả? Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bầy hầy quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không? Dạ không có. Mà mọi người thì có cái quyền tự do của mình. Ừ. Thì ví dụ như bạn gái muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe, kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn, bạn không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mối hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên đây thế nào? Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người con gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người con gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai tôi hỏi nè. Không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gì gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính đó, nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi. Rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lui chú Quyền Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quyền Linh là rất là ok luôn. Con thấy nước da của chú đàn ông con trai thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói đâu mà ra. Như chú Quyền Linh thì con không tính là hói đâu ạ. Tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á, là cũng tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi.
bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi có mình rồi chị. Không sao, có anh Quyền Linh để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Thiền có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Huyền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. Người đó có hợp với tính của Huyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Huyền. Thế anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi đúng tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ, yeah. Chào em. Hôm nay có con sách mà tặng em. Mà sống nhau như vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền. Kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại này anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành á. À anh ở Trân Thành hả? Em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Cách cũng rất là gần. có gì sao chương trình rồi. Nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Ồ, giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi. Chứ ngoài ra là không có kiểu lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau thì trong những lúc mà xích mích á, thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ. Kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào? Về kinh tế á, thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em, mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải giữ lại cho mình để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá. Con cái. Tính kết hôn đi. Ai thích trai gái như thế nào đó? Anh không có quan trọng trai gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh là Đỗ à. Đỗ hả? Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Huyền, tên đẹp quá. Em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Đăng Khôi. Thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Nó là nick Facebook của con trai em sau này. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao. Nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á, thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào. Nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó. Là nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ đợi nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nghe, cho nên là lẹ cưới, lẹ lẹ đẻ con mới lấy được cái tên đó. Bây giờ đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Yeah. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng, sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được, nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng một năm hoặc một năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường.
trở về vị trí. Để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó là... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh Hùng Linh, cảm ơn chị Lê Quang, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chú, cảm ơn chị. Thế lấy nhau về được hơn một năm. Khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chú kỳ vậy? Chú... Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ. Không nói yêu quá. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi. Để cho nó quen. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào Ngọc Lan. Chào dạ. Bạn nữ bên kia. Để chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt. Năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 ạ. À, dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần là mình đi chăm sóc hả? Dạ, em ra tới ngoài Bắc luôn á anh Linh. Bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết. À. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Dạ. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi chừng nào mà người ta sức về viện người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À, nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ, hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty có nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ, em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè ạ. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Em thì nói chung là hơi... nhẹ dạ hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai khổ hoặc là em nuôi bệnh là em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị con mà nó la mẹ hay la cha gì cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy, em thấy tụi đó là phải tật xấu đâu trời, nó tật tốt hay xấu gì. Thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người, người ta thấy người ta cười á. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của mình thì thương người, dạ. Vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh với bất động sản. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Một đời chồng. Nhưng dạ. Để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút. Nhưng mà đúng là như vậy. Hả? Là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì
nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thế là thôi. Dạ. Trời thương quá. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghĩ anh trai bên kia coi như thế nào, rồi em về em báo cáo với chị. Dạ em chào, chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nói sự thật thì cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình đi trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất chia tay luôn. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì hết trơn. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi. Nhưng mà sao rồi xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất. Phải là ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. Có những mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy, người đã mất tình cũng đi theo luôn. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi 80 mấy tuổi 90 mấy tuổi anh thì rất là tuyệt vời luôn á. Sự luôn, nói thật chứ xin lỗi không ai chứ làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á mình chưa chắc mình chăm sóc được á, huống hồ chi là một người lạ. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm, không có tâm nuôi không được, phải kiên trì kiên nhẫn lắm làm mới được. Nói chung em cũng quen, em rất là ngưỡng mộ, nghe thôi là bái phục rồi. Cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì nói chung là một thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn như là kinh tế hoặc là làm kia làm là em lo hết. Trời ơi, thôi được rồi, miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á, dạ, nuôi Covid, có nuôi Covid trong An Bình á. Em lâu, mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi, là năm năm rồi thôi, năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Chào MC Quỳnh Ninh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi hôm nay mới được gặp. Cái hoàn cảnh của anh đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình, rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á. Ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Rồi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình nghĩ thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chưa vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì 50 mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Thí dụ như giờ á là hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Không có cũng không sao đúng không? Dạ. Đó anh không có sợ lo gì đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À nay đi với ship ạ. Ship ngồi ạ. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị.
Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai sông Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Nếu mà mở rào ra anh chị cảm thấy hạp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy này gái? Em đi mấy này à, mấy anh chị em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói, đó chính là chú giống như một người hùng. Chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi, bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em ạ. Mình có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên mà. Em tặng anh. Cảm ơn em. Em mở giúp anh. Trời hên quá, khẩu vị nịch. Cảm ơn em. Hên quá. Hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh luôn. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy à? Khó cảm tình hả? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái thành khó. Đúng. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói yêu quá. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi để cho nó quen. À, nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu trai. Nếu em ở Phú Quốc, anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Xin có ý kiến với anh Quyền Linh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Chăm anh thấy thế nào? Chăm sóc bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Rồi đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ. Hôm nay anh nắm tay em thế này. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó, thử thách lắm. Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt á, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Anh thấy làm như nó có sẵn phái hay sao? Sẵn phái. Bấy giặc chú sĩ điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn. Còn không quyết định, mình không cần bấm. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha. À, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương. Một người này thì khỏi phải nói rồi. Cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. À, mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Anh đã bấm rồi đó. Đã bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. 1 2 3.
Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Không lẽ tôi hôn? Chị có thể đứng yên cho anh hôn. Đã anh Linh à? Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Chúc anh chị gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị. Thưa quý vị, những câu chuyện như thế nó vẫn đâu đó trong cuộc sống này. Vẫn còn những con người như thế, họ chưa biết tình yêu là gì cả. Hãy mở lòng ra, hãy đem đến sự chân thành và đem đến một tình yêu nhiệt huyết dành cho những trái tim như vậy, để giúp cho họ có một tình yêu là nghị lực, là động lực, là niềm tin trong cuộc sống này.